tất cả mọi người đến với bản tin tức nóng chọn lọc cập nhật ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ đem đến cho các bạn những cái bản tin hấp dẫn, những bản tin thú vị và những cái bản tin là bổ ích trong ngày hôm nay nhé. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên hôm nay nha mọi người. Hà Lan coi Nga, Trung Quốc là mối đe dọa. Cơ quan tình báo Hà Lan cho rằng Nga và Trung Quốc đang tạo ra nguy cơ lớn nhất đến an ninh và kinh tế nước này. Các công ty và tổ chức tri thức Trung Quốc đôi khi là đối tác quan trọng, nhưng đồng thời cũng tạo ra mối đe dọa lớn nhất đến an ninh kinh tế Hà Lan. Cơ quan tình báo Hà Lan ADVD cho biết trong báo cáo thường niên năm 2022 công bố ngày 17 tháng 4, Erik Ankenbom, lãnh đạo cơ quan tình báo Hà Lan, cáo buộc Trung Quốc nhắm mục tiêu vào các công ty công nghệ mới của Hà Lan. Theo cơ quan tình báo Hà Lan, Trung Quốc đã sử dụng tất cả các hình thức như đầu tư hợp pháp, mua lại công ty, hợp tác học thực lẫn hoạt động gián điệp phi pháp, nội gián, đầu tư bí mật, xuất khẩu trái phép. Các công ty, tổ chức tri thức và các nhà khoa học Hà Lan thường xuyên là nạn nhân. Trong khi đó, cơ quan tình báo Hà Lan coi Nga là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất của Hà Lan. Viện dẫn chiến dịch của Moscow ở Ukraine, Nga không do dự sử dụng nhiều biện pháp để gây thiệt hại cho phương Tây nhằm cải thiện vị thế địa chính trị, các chuyên gia tại cơ quan tình báo Hà Lan đánh giá. Cơ quan tình báo Hà Lan trước đó cáo buộc Nga đã do thám hoặc hạ tầng Hà Lan ở biển Bắc và có hoạt động cho thấy họ chuẩn bị gây rối và phá hoại. Giới chức Nga, Trung Quốc chưa bình luận về thông tin của cơ quan tình báo Hà Lan. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Hà Lan đầu tháng 3 thông báo sẽ áp hạn chế xuất khẩu công nghệ bán dẫn theo trong quyết định mà Mỹ thực hiện từ tháng 10 năm 2022. Nhật Bản cuối tháng 3 cũng thông báo hạn chế xuất khẩu 23 loại thiết bị sản xuất chất bán dẫn. Trung Quốc cáo buộc Mỹ và đồng minh muốn cản trở nước này phát triển ngành bán dẫn, đi ngược lại với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO và kêu gọi WTO giám sát vấn đề. Washington khẳng định họ hành động dựa trên cơ sở an ninh quốc gia, không phải vấn đề để WTO giám sát. Hạ viện Mỹ ra nghị quyết lên án Nga về vụ UAV rơi ở Biển Đen. Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết lên án Nga hành động thiếu chuyên nghiệp và liều lĩnh trong vụ UAV MQ-9 của Washington rơi ở Biển Đen. Các nghị sĩ Hạ viện Mỹ ngày 17 tháng 4 bỏ phiếu với tỷ lệ 410 thiếu thuận, không có phiếu chống, thông qua nghị quyết định UAV MQ-9, Reaper của Mỹ bay an toàn và có trách nhiệm trong không phận quốc tế, tuân thủ luật pháp quốc tế trên Biển Đen ngày 14 tháng 3. Nghị quyết cho rằng Nga đã điều hai tiêm kích Su-27 hành động thiếu chuyên nghiệp theo cách liều lĩnh, khiến chiếc MQ-9 rơi xuống Biển Đen. Nghị quyết tái khẳng định Mỹ sẽ không e dè sử dụng UAV trên không phận quốc tế ở Biển Đen. Nghị quyết do Hạ nghị sĩ Mỹ Radon William soạn thảo và đệ trình lên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cuối tháng 3. Hạ viện Mỹ cùng ngày còn thông qua một dự luật về vụ khí cầu Trung Quốc đi vào không phận Mỹ hồi tháng 2. Họ kêu gọi áp hạn chế xuất khẩu và lệnh trừng phạt với Bắc Kinh để đáp trả. Washington nói đây là khí cầu do thám tầng cao, trong khi Bắc Kinh nhấn mạnh chỉ là khí cầu khí tượng bay lạc vào lãnh thổ Mỹ. Dự luật kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ đưa ra chiến lược ngoại giao để thông báo cho đồng minh và đối tác về chương trình khí cầu do thám của Trung Quốc. Nga và Trung Quốc chưa bình luận về động thái của Hạ viện Mỹ. Quân đội Mỹ ngày 14 tháng 3 cáo buộc hai tiêm kích Su-27 Nga đã tiếp cận, bay cắt mặt và xả dầu vào UAV MQ-9 trên vùng biển quốc tế ở Biển Đen. Một chiếc Su-27 được cho là đã va vào máy bay MQ-9, khiến cánh quạt UAV hư hại, buộc không quân Mỹ điều khiển nó lao xuống biển. Giới chức Nga phủ nhận cáo buộc, cho rằng phi cơ Mỹ cơ động hoặc gấp và tự rơi sau khi mất lái. Ngoại trưởng Quốc phòng Nga đã trao thưởng cho các phi công điều khiển tiêm kích. Quân đội Mỹ ngày 16 tháng 3 công bố video cho thấy tiêm kích Su-27 Nga tiếp cận từ phía sau bên phải MQ-9, xả dầu rồi bay vượt qua phía trên UAV Mỹ. Camera trên UAV cũng cho thấy cánh quạt phía sau chiếc MQ-9 quay chậm dần và bị hư hại một phần sau khi tiêm kích Su-27 tiếp cận. Nga chưa bình luận về video này của Mỹ. Tin tiếp theo là một thông tin ở Ấn Độ. Hổ vào chết người, bang Ấn Độ áp lệnh giới nghiêm. Hai vụ hổ tấn công gây chết người khiến giới chức bang Uttarakhand áp lệnh giới nghiêm, cấm hàng trăm người dân ra đường vào buổi tối. Lệnh giới nghiêm được chính quyền bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, ban bố ngày 16 tháng 4, trong đó cấm người dân tại hai quận thuộc bang này rời khỏi nhà từ 19 giờ đến 6 giờ. Các trường học trong khu vực cũng bị đóng cửa trong vòng ít nhất 2 ngày.
Quyết định được đưa ra sau khi hai người thiệt mạng trong các vụ hổ tấn công vào tuần trước, nhưng chưa rõ có phải do cùng một con hổ gây ra hay không. Chúng tôi nhận cảnh báo hổ xuất hiện từ hôm 10 tháng 4 và đang liên tục theo dõi khu vực. Các nhân viên của vũ trang đã đến triển khai hiện trường. Khu vực này có ít con mồi trong tự nhiên, nên người và gia súc trở thành mục tiêu dễ dàng của hổ, sĩ quan kiểu lâm Wanin Arirut cho hay. Giới chức Ấn Độ tuần trước thông báo số lượng hổ trong tự nhiên tại nước này đã vượt 3.000 cá thể, nhưng tình trạng mất môi trường sinh sống tự nhiên và đô thị mở rộng khiến ngày càng nhiều vụ tấn công xảy ra. Ít nhất 108 người đã thiệt mạng tại Ấn Độ do bị hổ vồ trong giai đoạn từ năm 2019 đến giữa năm 2021. Cảnh sát Ấn Độ năm ngoái bắn chết một con hổ từng sát hại 9 nạn nhân trong chiến dịch có khoảng 200 người tham gia. Quốc gia Nam Á là nơi cư trú của 75% số lượng hổ trên toàn thế giới. Loài hổ đã mất 93% diện tích sinh sống trong vòng 100 năm qua, hiện chỉ còn phân bố rải rác ở khoảng 13 nước. Nói tới việc Mỹ, Nhật, Hàn tổ chức tập trận thường niên như trong tháng này thì Thụy Điển tổ chức tập trận lớn nhất sau 25 năm mà họ chưa từng bao giờ tập trận nha mọi người. Hơn 26.000 binh sĩ từ 14 quốc gia tham gia đợt tập trận do Thụy Điển tổ chức với quy mô lớn nhất trong 25 năm qua. Cuộc tập trận được tổ chức trên không, trên biển và trên bộ ở nhiều khu vực của đất nước. Quân đội Thụy Điển ngày 17 tháng 4 thông báo, đồng thời cho biết hoạt động này dự kiến kéo dài đến 11 tháng 5. Các hoạt động tập trận chủ yếu diễn ra ở miền Nam, miền Bắc Thụy Điển và đảo Gotland trên biển Baltic. Hơn 26.000 binh sĩ từ 14 quốc gia sẽ tham gia tập trận, phần lớn là các nước thành viên NATO như là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Na Uy, Phần Lan và các quốc gia vùng Baltic. Đây được coi là một phần trong nỗ lực của Thụy Điển nhằm gia nhập NATO, liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát cuối tháng 2 năm 2022, Thụy Điển tuyên bố kết thúc hàng thập kỷ trung lập và không liên kết quân sự. Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn gia nhập NATO tháng 5 năm 2022. Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO ngày 4 tháng 4. Nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển vấp phải phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Hai quốc gia này đến nay chưa có dấu hiệu nhượng bộ để Thụy Điển gia nhập khối. Thụy Điển có quan hệ chặt chẽ với NATO sau khi tham gia chương trình đối tác vì hòa bình từ những năm 1990. Giới chuyên gia đánh giá, dù được bao bọc bởi các nước thành viên NATO, Thụy Điển đối mặt rủi ro an ninh rất lớn trong trường hợp nổ ra xung đột tại khu vực. Tin cuối cùng như lại là bản tin hay nhất và bản tin hấp dẫn nhất trong ngày về Đài Loan. Và biết được thông tin chi tiết về bản tin cuối cùng ngày hôm nay thì các bạn hãy đón vào cái bản tin ngay bây giờ luôn nha mọi người. Đài Loan có thể mua 400 tên lửa diệt hạm của Mỹ. Đài Loan có thể chi gần 1,2 tỷ đô la để mua thêm 400 tên lửa diệt hạm Harpoon phóng từ mặt đất do Mỹ chế tạo. Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ Đài Loan Robert Hammond Chambers hôm 17 tháng 4 nói rằng Hải quân Mỹ đã thay mặt lực lượng vũ trang Đài Loan ký hợp đồng mua hàng loạt tên lửa diệt hạm UGM-84 do tập đoàn Boeing sản xuất, đánh dấu lần đầu tiên Đài Bắc sở hữu phiên bản Harpoon tấn cự mặt đất. Thông tin được tiết lộ vài ngày sau khi Lầu Năm Góc công bố hợp đồng trị giá 1,17 tỷ đô la để mua 400 tên lửa diệt hạm Harpoon với thời điểm hoàn thành là tháng 3 năm 2029, nhưng không cho biết bên tiếp nhận vũ khí, giới chức Đài Loan chưa lên tiếng về thông tin. Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về phương vụ này, nhưng khẳng định Washington sẵn sàng cung cấp cho Đài Bắc những khí tài cần thiết để duy trì khả năng tự vệ phòng thủ. Chang Cheol-bin, quan chức số 2 của cơ quan phòng vệ Đài Loan hồi năm 2020 tuyên bố Đài Bắc muốn mua tên lửa chống hạm Harpoon phóng từ mặt đất của Washington nhằm cải thiện năng lực phòng thủ, khẳng định kế hoạch có thể được thực thi trong năm 2023. Lực lượng phòng vệ Đài Loan đã sở hữu phiên bản Harpoon phóng từ máy bay và tàu chiến. Harpoon là tên lửa chống hạm chuyên biệt đầu tiên của Hải quân Mỹ, ra mắt lần đầu năm 1977. Tên lửa có tầm bắn tối đa 280 km tùy phiên bản và nền tảng phóng, đạt tốc độ 865 km/h và có thể bay cách mặt biển vài mét khi trong khi tiếp cận mục tiêu. Mỗi quả đạn mang hai đầu đạn nổ 220 kg, đủ sức đe dọa nhiều loại tàu chiến hiện nay. Giới phân tích quân sự cho rằng trọng tâm đầu tư nhằm phát triển năng lực tác chiến phi đối xứng của Đài Loan chính là các chương trình tên lửa, vũ khí có thể giúp lực lượng phòng thủ hòn đảo cầm cự trước quân đội Trung Quốc khi xung đột vũ trang bùng phát trong lúc chờ đợi Mỹ điều quân hỗ trợ. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết, và luôn ngăn cản các nước bán vũ khí cho Đài Loan
khiến lực lượng phòng vệ hòn đảo gặp khó khăn trong nỗ lực hiện đại hóa. Washington không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc, nhưng thường xuyên bán vũ khí cho hòn đảo để nâng cao năng lực phòng thủ, khiến Bắc Kinh tức giận. Quân đội Trung Quốc tuần trước tổ chức tập trận kéo dài 3 ngày tại các khu vực quanh đảo Đài Loan nhằm phản ứng với cuộc gặp giữa lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California ngày 5 tháng 4. Đợt tập trận huy động nhiều lực lượng của Trung Quốc với kịch bản phong tỏa vùng biển và mô phỏng tập kích hàng loạt mục tiêu trên đảo Đài Loan. Có thời điểm quân đội Trung Quốc triển khai hơn 100 máy bay và tàu chiến xung quanh hòn đảo, trong đó 54 phi cơ vượt qua đường trung tuyến trên eo biển hoặc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy cho kênh của mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi tụi mình đăng video như mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy cho kênh của mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi tụi mình đăng video như mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.